trong video hôm nay là một công cụ AI để chúng ta có thể làm MC ảo hả chị? Thực tế công cụ mà làm MC ảo có rất là nhiều rồi Ví dụ như Hazen nè, hoặc là Wonder Shareable Hoặc là Kalini AI có tính năng lip sync ha Đây là những công cụ có thể làm được Tuy nhiên thì những công cụ này hiện tại cũng đang thu phí khá là cao hả chị? Trong video hôm nay là một công cụ để anh chị có thể sử dụng được miễn phí Và số lượng miễn phí của nó cũng khá là nhiều hả chị? Đây là một công cụ mới mà chúng ta có thể sử dụng được ha Ok ha, vào video thôi đầu tiên á, anh chị vào trang web của hôm qua chấm anh chị đường link mình sẽ để dưới phần mô tả nha anh chị hãy đăng nhập vào đường link dưới phần mô tả nhé bởi vì khi mà anh chị đăng nhập vào đường link đó đó chúng ta sẽ được 72 Reddit ha anh chị sẽ thấy nè ở đây khi mà chúng ta đăng nhập một tài khoản Google vào đây á một tài khoản bình thường á thì anh chị sẽ được 36 Reddit thôi chúng ta có thể tạo ra được 3 phút video còn nếu như anh chị sử dụng đường đinh của mình ở dưới á thì anh chị sẽ được 72 ha, tức là chúng ta sẽ được gấp đôi cái phần Reddit này. Chúng ta có thể tạo được 6 phút video miễn phí anh chị. 6 phút video miễn phí là cực kỳ nhiều nha. Hiện tại Hayzen họ chỉ cho chúng ta có một phút thôi anh chị. Đây có thể là chúng ta sử dụng được 6 lần so với gen ha. Đây là các gói cước anh chị có thể xem thêm ha nếu mà chúng ta cần nâng cấp. Vào trang web của hôm qua nè thì anh chị thấy nó rất là đơn giản thôi. Nó chỉ có tính năng duy nhất hiện tại đó là tạo ra avatar thôi anh chị và đây là một số mẫu ha chúng ta có thể sử dụng ha có rất là nhiều ngành nghề khác nhau ví dụ như vlogger nè studio ha về cái mảng sức khỏe nè hoặc là về cái mảng giống như là review về cuộc sống anh chị đó giáo dục cũng có hoặc là làm tin tức cũng có ha rất là nhiều ha đây chúng ta có thể xem ha và rất là nhiều phong cách khác nhau ví dụ như ngoài cái phong cách mà về người thật thì nó cũng sẽ có phong cách về hoạt hình này đó rồi những cái phong cách hoạt hình như thế này ha cũng khá đẹp ha trong hôm nay mình sẽ sử dụng thử để anh chị xem thử như thế nào ha. Đầu tiên á mình sẽ sử dụng thử dạng avatar của họ ha. Mình sẽ dùng dạng avatar là tin tức nè, bấm vào news ha. Anh chị sẽ thấy ở đây họ sẽ cho chúng ta những cái dạng hình ảnh như này ha. Đây là chúng ta đang sử dụng avatar của chính họ luôn ha. Một chút nữa mình sẽ sử dụng avatar của riêng mình ha anh chị ở đây anh chị có thể chọn được các style như thế nào ha ví dụ như style mà đứng ở trong cái stadium nè ở trong một cái sân vận động nè hoặc là kiểu như báo chí như thế này ha anh chị hoặc là anh chị có thể sử dụng như một phát thanh viên ha khi mà chúng ta xem cái mẫu này anh chị sẽ thấy à, ngoài việc mà cử động mắt mũi miệng á, thì nó còn cử động được cả tay chân luôn anh chị nhìn nó cũng khá là thực tế ha ở đây chúng ta có thể chọn được hai định dạng là 96 hoặc 16 chín ha mình sẽ chọn định dạng là 96 nha phần bên này á anh chị có thể sử dụng rất là dễ dàng chúng ta có thể đưa vào đây phần văn bản nè hoặc là chúng ta upload lên đây phần audio phần audio là tức là chúng ta sử dụng cái phần âm thanh có sẵn đó anh chị chúng ta upload lên đây ha rất là dễ dàng thôi công cụ ai nào mà tạo avatar cũng sẽ sử dụng như thế này thôi anh chị ở đây là phần văn bản ha chúng ta có thể viết được tối đa là một ngàn ký tự ha ở đây anh chị sẽ thấy nè có một ngàn ký tự ha bây giờ giả sử mình sẽ thay đổi phần test này thành cái phần test của mình ha anh chị và mình sẽ bấm vào export và chúng ta sẽ xem ở đâu chúng ta sẽ vào phần Project nè anh chị sẽ thấy ha thời gian dự kiến để mà tạo ra một cái video thì tùy thuộc vào độ dài của văn bản và độ dài của cái phần âm thanh anh chị đưa lên ha ở đây với độ dài của mình đưa lên thì nó làm đâu đó mất khoảng 4 phút ha anh chị trong thời gian chờ mình sẽ tạo một cái dạng video khác ha anh chị và anh chị khi mà anh chị rê vào đây anh chị sẽ thấy ha những cái dạng video như thế này á nó cử động cả tay chân ha mắt mũi miệng ha nhìn rất là chân thật ha hiện tại công nghệ AI cũng đã phát triển khá là cao rồi anh chị nếu như hai năm trước á, mình cũng sử dụng những cái công cụ như thế này sử dụng bằng DAD ấy anh chị thì lúc đó chỉ có gương mặt và chỉ có phần miệng nói chuyện ha nhìn nó vẫn rất là giả ha còn bây giờ anh chị có thể làm gần như không phát hiện được đó là AI luôn anh chị ví dụ như bây giờ mình sẽ làm một dạng hoạt hình ha mình sẽ chọn đây một cái dạng hoạt hình như thế này chúng ta có thể chọn được phong xanh hoặc là phong bất kỳ hết anh chị ở trong đây khi mà chúng ta sử dụng phong xanh như thế này thì chỉ với một cái nút click thôi ha chúng ta có thể remove của phong xanh này rất đơn giản trong cấp cách hơn chị để chúng ta có thể chèn nhân vật này ở trên những cái background khác nhau ha rất là dễ dàng sử dụng ha còn nếu không thì chúng ta có thể sử dụng theo cái dạng như thế này mình sẽ chọn dạng này ha và bây giờ mình sẽ không sử dụng tiếng anh nữa mà mình sẽ sử dụng tiếng việt để xem nó đọc tiếng việt khả năng nó đọc như thế nào anh chị có đúng như những gì mà chúng ta mong muốn không ha mình sẽ có một cái phần tiếng việt giống như thế này anh chị sẽ xem thử ha và chúng ta sẽ bấm vào export anh chị ở đây mình sẽ để dạng 16 chín anh chị để chúng ta xem thử những định dạng khác nhau sẽ tạo ra kết quả như thế nào ha chúng ta đã có kết quả rồi anh chị kết quả đầu tiên á chúng ta tạo ra từ một nhân vật và theo cái dạng báo chí ha và ở đây á nhân vật này đọc tiếng anh ha theo tỷ lệ khung hình là chín mười sáu ha anh chị xem kết quả đây ha Good evening and here are today's headlines. A major tech company has just announced a groundbreaking AI tool expected to revolutionize the industry. Meanwhile, local communities are preparing for this weekend's cultural festival, promising food, music, and vibrant performances. Stay with us for more updates coming up next. Mình nhìn qua video khi mà mình 96 thì có vẻ là nhân vật nó bị lệch một bên chị, nó không có lấy hết được nhân vật ha. Nhược điểm thứ hai á, là khi mà nhân vật này nói chuyện á, thì cảm giác cái phần miệng của nhân vật anh chị nó vẫn còn hơi cứng ha nó không có được mềm dẻo ra kiểu giống như là một người mà nói chuyện ha anh chị Đây là một cái nhược điểm thứ hai ha Tuy nhiên có phần ưu điểm á, đó là cái phần replay ha chúng ta có thể sử dụng được khá là hay ha Khi chúng ta sử dụng ở cái bảng miễn phí như này á, chúng ta download về thì đương nhiên là phải có watermark rồi Ở đây anh chị có thể bấm vào download để chúng ta download về ha Một video như thế này á, nó tạo ra khá nhanh ha anh chị với video mà tầm 20 giây 30 giây vậy thì nó đâu đó tạo ra mất khoảng 3 đến 4 phút ha để có thể tạo ra được cũng khá là nhanh đó trong thời gian mà mình chờ cái video dạng 16 mà dạng hoạt hình như thế này thì mình sẽ làm một cái dạng video khác đó là mình sẽ sử dụng chính cái avatar của mình luôn ha để xem công cụ này nó có thể làm và nó cử động được như thế nào hả anh chị mình sẽ chọn vào phần my avatar nè mình sẽ bắt đầu upload avatar của mình lên ha đây là hình avatar của mình hả anh chị mình cũng sử dụng ai để mình tạo ra ha và mình sẽ sử dụng hình ảnh này để mình làm avatar ha khi mà chúng ta chọn vào đây anh chị thì nó sẽ cho chúng ta chọn là custom avatar hay là photo avatar thì cái phần custom avatar khi mà chúng ta chọn avatar lên á nó có thể biến đổi thành những nhiều cái dạng khác nhau hết anh chị ví dụ như dạng hoạt hình nè hoặc là dạng của chúng ta ở trong một cái khu rừng tuyết nè hoặc là chúng ta mặc những cái trang phục khác nhau ấy nó có thể biến đổi ha còn nếu mà anh chị chọn theo cái dạng photo avatar thì hình ảnh như thế nào đưa lên nó sẽ làm ra y vậy vậy ha nó không có thay đổi gì hết ha mình có lẽ là mình sẽ chọn phần custom avatar xem thử như thế nào anh chị đây là những hình ảnh mà nó khuyến nghị chúng ta nên chọn ha đương nhiên rồi nếu như chúng ta chọn làm mc thì phải nhìn thấy rõ mặt anh chị nhìn góc chính diện là góc tốt nhất ha còn những hình ảnh mà đeo mắt kính này hoặc là cúi mặt xuống nè hoặc là nhìn ảnh quá xa hoặc là có hai ba người đó, thì anh chị sẽ rất là khó để tạo được avatar ha mình sẽ upload lên bằng cách là kéo hình ảnh vào đây anh chị có thể upload cái phần voice của anh chị lên ha hoặc là chúng ta có thể chọn những cái voice có sẵn ha ví dụ mình sẽ chọn voice có sẵn chẳng hạn chúng ta sẽ bắt đầu đặt tên ví dụ này mình sẽ đặt Tuấn nè tỷ lệ là 16-9 đi mình chọn cái top bit dạng như studio chẳng hạn và mình bấm vào next nó bắt đầu nó sẽ tạo cái avatar dựa trên cái hình ảnh mình upload lên anh chị đây anh chị sẽ thấy ha một điều rất là hay ha khi mà chúng ta chọn vào custom avatar thì nó tạo ra cái hình của mình với gương mặt của mình ha nhưng mà với những cái trang phục khác nhau và nó đặt vào những cái bách rau khác nhau hết chị ví dụ như ở đây hình đầu tiên anh chị sẽ thấy là cái dạng studio nhưng mà studio như thế này studio thứ hai á, dạng tối hơn ha và cái trang phục khác nhau hết anh chị gương mặt á, anh chị có thể nhìn thấy ha nó đều giống giống nhau hết ha cũng khá là hay khi mà chúng ta có thể sử dụng và chúng ta làm một cái dạng mc ảo hết anh chị bởi vì những cái công cụ hiện nay á khi mà chúng ta đưa hình lên á, thì gần như nó chỉ giữ lại cái hình ảnh đó thôi ha nó không có thay đổi gì nhiều hết anh chị còn ở đây á nó đã sử dụng và nó thay đổi luôn ha mình thấy nó cũng khá là hay ha ở đây chúng ta có thể chọn được tối đa là 5 hình ảnh anh chị ví dụ như mình sẽ chọn 5 hình ảnh nào mà mình thích nhất mình đã chọn được 5 hình ảnh mình thích nhất ha 5 cái kiểu mình thích nhất và ở đây nó sẽ generate ra cho mình ha anh chị và một tài khoản free như vậy á anh chị có thể upload lên một avatar và một avatar như vậy á anh chị có thể chọn được tối đa 5 phần giống như mình chọn lúc nãy anh chị tức là 5 cái phần custom avatar dựa trên một cái gương mặt á nó sẽ tạo ra nhiều cái custom avatar và chúng ta có thể chọn tối đa 5 phần ha đó là một tài khoản free đương nhiên chúng ta nâng cấp lên thì chúng ta có thể sử dụng được rất là nhiều anh chị trong thời gian mà mình chờ avatar này tạo xong á thì mình sẽ xem thử video lúc nãy mà chúng ta làm dạng hoạt hình á theo cái tỷ lệ là 16 chín đã có kết quả chưa ha đây đã có kết quả rồi anh chị tạo ra cho mình một cái video 27 giây ha và anh chị sẽ xem thử kết quả như thế nào ha đọc bằng tiếng việt nha anh chị chiều này tại một tàn phôn hồ Moin guay tu trong trong tam về một Anh chị sẽ thấy ha, à, phần tiếng Việt nếu như chúng ta đưa trực tiếp lên đây á, chúng ta gõ từ văn bản chuyển thành cái phần giọng nói ngay trực tiếp ở trong hôm qua này luôn á thì nó đọc nghe rất là buồn cười ha anh chị. Có vẻ là nó chưa support tiếng Việt đâu. Chúng ta sử dụng tiếng Anh là chủ yếu. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái nguồn âm thanh bên ngoài chúng ta upload vào thì anh chị có thể sử dụng một số công cụ để chúng ta chuyển văn bản thành giọng nói trước tts 7 ai nè hoặc là ngay trong bản thân của chatgpt cũng có khả năng tạo được anh chị ví dụ như đây chatgpt mình đã viết ra một câu chuyện như này mình có thể download cái phần âm thanh này về và mình sẽ upload ngược lên công cụ này để mình xem thử kết quả như nào ha khi mà chúng ta muốn upload phần âm thanh của chúng ta lên thì chúng ta chọn vào avatar nè ha chúng ta chọn vào phần audio ha và chúng ta chỉ cần kéo phần audio chúng ta vào đây đây anh chị đã thấy cái phần audio ha và chúng ta chỉ cần bấm vào export ha tất cả công cụ hiện tại mà tạo avatar như thế này á, mình đều khuyến nghị là nếu như anh chị sử dụng tiếng việt á, thì chúng ta hãy chuyển cái phần mà lời nói của nhân vật á, chuyển thành âm thanh trước anh chị chúng ta upload lên bởi vì đa phần công cụ á, nó sẽ hỗ trợ tiếng anh rất là tốt nhưng mà tiếng việt á, thì chưa tốt lắm anh chị ở đây chúng ta cũng sẽ tiếp tục đợi kết quả trong vòng khoảng 6 phút anh chị trong khi mà chờ kết quả của cái lần tạo thứ hai này thì mình quay lại cái phần mà ai nó đã tạo ra cái hình ảnh của mình anh chị để mình xem thử kết quả như thế nào ha khi mà mình generate như thế này thì cũng có một số kết quả bị lỗi anh chị ví dụ như kết quả này là kết quả bị lỗi nè anh chị sẽ thấy là generate fail ha và mình không có cách nào mình generate lại cái cái hình này hết anh chị chỉ có cách là xóa nó đi thôi ha như vậy ở đây mình sẽ còn bốn cái scene như thế này đây bốn cái cảnh mà nó tạo ra cho hình của mình ha và mình sẽ sử dụng nó để mình tạo ra một cái phần âm thanh như thế nào ha phần hình đầu tiên như thế này mình thấy nó cũng khá là thú vị anh chị mình sẽ sử dụng hình đầu tiên này và mình cũng tiếp tục mình đưa cái phần âm thanh lên đó anh chị phần âm thanh này mình sẽ để là tiếng việt luôn ha. Mình sẽ chọn phần audio anh chị và mình sẽ upload phần audio lên đây. Đây chúng ta đã có phần audio ha và bắt đầu chúng ta sẽ bấm vào phần export để nó tạo ra video cho chúng ta ha. Mình vào phần project để chúng ta xem lại kết quả ha chị. Đây chúng ta sẽ tạo ra một cái video như thế này trong vòng khoảng 2 phút là chúng ta sẽ có kết quả ha và chúng ta sẽ xem lại kết quả mà chúng ta đã tạo ra dạng hoạt hình hết chị sử dụng phần tiếng việt chúng ta đã vết trước đó ha. Chiều nay tại một thành phố nhỏ, mọi người bất ngờ tụ tập ở quảng trường trung tâm. Họ truyền tay nhau về một phát minh mới của một công ty công nghệ lớn, một công cụ trí tuệ nhân tạo có thể thay đổi cả thế giới. Anh chị có thể thấy ha, nếu mà chúng ta sử dụng phần âm thanh bên ngoài chúng ta upload lên á, thì phần âm thanh đó nó sẽ giữ nguyên 100% ha và nhân vật nó sẽ nhép miệng theo cái phần âm thanh đó. Thì đây là bộ giải pháp khi mà chúng ta sử dụng tiếng Việt anh chị bởi vì một số công cụ á, thì hiện tại họ convert từ phần văn bản sang phần speak á, phần lời thoại bằng tiếng Anh thì khá tốt ha Còn tiếng Việt thì đôi khi nó đọc bị lơ lớn anh chị Thì chúng ta nên chuyển trước ha Chúng ta cũng đã có kết quả từ việc mà chúng ta tạo khách sản avatar rồi Từ hình ảnh của chính mình ha Và phần lời thoại mình upload lên ha Chúng ta sẽ xem thử cử động của nhân vật này như thế nào ha Chiều nay trời nhẹ gió lay Tôi là Tuấn đó AI đây mà Không ăn, không ngủ, không la Chỉ cần có mạng, tám xa tám gần Như vậy khi mà chúng ta nhìn vào cái việc mà nó tạo ra nhân vật từ một cái hình ảnh chúng ta upload lên á thì nhìn bên ngoài á có vẻ là có cái nét giống giống thôi anh chị nó không phải là giống 100%, 100 được đâu còn về cái cử động á thì nó cũng bị một cái trường hợp đó là hơi bị cứng anh chị khi mà nó cử động nó hơi bị cứng cứng so với những gì mà chúng ta nhìn thấy quen thuộc anh chị nhưng mà bù lại á thì nó tạo ra cho chúng ta một cái hình ảnh và một cái background rau rất là đẹp anh chị những cái góc hình như thế này rất là đẹp và nó set up cho chúng ta như cái dạng studio hoặc là dạng báo chí hoặc là dạng giáo dục giống như hồi nãy mình chọn lúc ban đầu anh chị rất là đẹp ha và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được ha hiện tại nếu như anh chị đăng ký một tài khoản dùng thử với đường link phần mô tả anh chị sẽ được 72 Reddit ha với 72 Reddit như thế này anh chị có thể tạo ra đâu đó được 6 phút video ha anh chị giống như hồi nãy giờ mình tạo ở đây có tổng cộng là 4 video nè thì tổng thời lượng 4 video này đâu đó hơn một phút rưỡi ha thì mình đã tốn đâu đó là 20 Reddit anh chị bởi vì tài khoản này mình có 36 Reddit thôi thì chúng ta cứ nhân lên để chúng ta biết được kết quả như nào ha với một công cụ AI mà tạo ra dạng MC AI như thế này á với cái lượng free như vậy á thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể thử nghiệm anh chị bởi vì hiện tại nó cũng miễn phí mà anh đâu có thu phí của anh chị đâu chúng ta muốn sử dụng nhiều hơn thì anh chị có thể nâng cấp lên thôi trong đây còn rất là nhiều anh chị rất là nhiều dạng và rất là nhiều model khác nhau ha khi mà chúng ta cứ click vào một cái dạng như thế này thì nó lại sinh ra rất là nhiều cái dạng khác nhau để chúng ta có thể chọn ha anh chị. Giống như lúc nãy mà mình làm cái mai Avatar thì chúng ta có thể chọn được rất nhiều dạng khác nhau ha. Ok anh chị, nếu như anh chị thấy video này hay anh chị cho mình một like một subscribe nhé. Và nếu như anh chị muốn học sâu hơn về AI thì mình cũng có một khóa e-learning để cho anh chị có thể học từ đầu ha anh chị. Chi tiết khóa e-learning nè mình sẽ để phần mô tả ha anh chị. Anh chị có thể đăng ký một tài khoản học thử và chúng ta có thể nâng cấp lên ha thời lượng học chúng ta hiện tại đâu đó gần 29 tiếng đồng hồ đó anh chị và trong thời gian tới mình cũng update rất là thường xuyên ha nhiều kiến thức mới và nhiều cái case study mới chúng ta sử dụng rất là nhiều đó anh chị và các case study trong đây là những case study thực tế ha thực tế có thể áp dụng được trong công việc đó anh chị ví dụ như anh chị có thể dùng để mà tạo ra những tvc quảng cáo nè về tiệm nail nè hoặc là về thức ăn thực phẩm món ăn chúng ta có thể làm về dạng sản phẩm riêng của chúng ta nè hoặc là chúng ta có thể sử dụng để mà xây kênh nè chúng ta có thể sử dụng để giáo dục này, anh chị có thể sử dụng rất là nhiều thứ ha phần tư duy trong khóa e-learning này mình chia sẻ rất là kỹ ha để anh chị có thể học và chúng ta có thể thực hành được ha chúng ta không cần phải biết tiếng anh chúng ta không cần phải giỏi về tin học chúng ta cũng không cần phải giỏi về ai ha và mới một chiếc máy tính bình thường ha một chiếc máy tính văn phòng anh chị chỉ cần chạy nổi một công cụ để chúng ta chỉnh sửa video ví dụ như cấp cách chẳng hạn thì chúng ta đã hoàn toàn có thể làm được những cái kết quả ở dưới đây ha, anh chị mình sẽ chia sẻ rất là chi tiết các cách để chúng ta có thể làm được những cái phần này từ A tới Z luôn anh chị. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau trong khóa e này và chúng ta cũng sẽ gặp lại trong các video lần tới trên channel Nghề Công Sở. Bye bye anh chị.